Chào mừng tất cả quý vị và quý cư dân đã đến với bản tin đầu năm mới của công ty quản lý tòa nhà PMC tại dự án The Three Star. Thưa tất cả quý vị, như vậy là tất cả chúng ta đã cùng bước qua năm cũ 2018 với thật nhiều thử thách và bước sang năm mới 2019 cùng những dự định và kế hoạch cho bản thân mình. Thay mặt cho ban quản lý, tôi xin gửi những lời chúc sức khỏe, thành công và may mắn đến quý vị cư dân cùng với gia đình của mình trong năm mới 2019. Và bên cạnh đó, chúng tôi luôn luôn mong nhận được phản hồi tích cực cũng như là sự hỗ trợ cần thiết của quý vị cư dân để chúng tôi ngày một nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại dự án của chúng ta. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị cư dân. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.